Thưa quý vị, năm 2021-2022 là năm học đầu tiên cả nước áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1. Trái với đa số môn học khác được giảm nhẹ thì tiếng Việt lại được nhiều ý kiến phản ánh nặng hơn so với chương trình cũ. Điều này không chỉ khiến cho học sinh, phụ huynh lo lắng mà nhiều trường cũng phải bổ sung thêm tiết cho môn học này. Mới cho lớp 1 được 3 tuần, nhưng đến nay, Nguyễn Nguyên Đan, học sinh trường tiểu học thực nghiệm Victory, Hà Nội đã phải đọc ghép dần. Để giúp con bắt kịp với tiến độ chương trình môn tiếng Việt, chị An thường xuyên phải hỗ trợ con vào mỗi buổi tối. Con thấy khó nhất là môn tiếng Việt với chữ. Chắc chắn là phải có sự giúp đỡ của bố mẹ, nếu không thì các bạn cũng rất là khó. Thường là muốn là con là mỗi ngày đi học là một ngày vui, nhưng mà với các bạn ý thì khi mà tiếp nhận nhiều cái kiến thức quá như thế thì các bạn ấy cũng chưa làm quen, bản thân bố mẹ cũng phải làm quen, cũng phải hỗ trợ con rất là nhiều. Chương trình mới nặng hơn so với chương trình cũ không chỉ là băn khoăn của phụ huynh mà cũng là nhận định của nhiều trường. Bởi lẽ, nếu chương trình tiếng Việt lớp 1 cũ yêu cầu hết lớp 1 học sinh đọc được 30 tiếng một phút và viết 30 từ trong 15 phút, thì chương trình tiếng Việt mới chuẩn này được nâng lên là 50 tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng việc nâng chuẩn gần như gấp đôi như vậy có phần đột ngột và khó để đạt chuẩn ở bệnh viện đại trà. Nhiều trường phải tăng tiết cho môn học này để đảm bảo tiến độ. Để đạt được cái chuẩn tăng lên gần gấp đôi như vậy thì đấy là cái thách thức cực kỳ lớn. Những cái toán số chữ 4 tiết đến 5 tiết thì chúng tôi giảm đi chỉ còn dạy được 3 tiết đến 4 tiết thôi để mà giúp cho học sinh là tăng dần tiếng Việt. Bởi vì sinh tử ở lớp 1 là tiếng Việt thì chúng tôi còn bố trí thêm các cái buổi chiều thêm được một số tiết, có thể đến 5-6 tiết nữa, và các buổi chiều từ 3:30 đến 4:30 là để bổ sung cho việc học tiếng Việt của các em. Lượng kiến thức không đổi, thời lượng không đổi, trong khi yêu cầu đạt chuẩn kiến thức môn học lại được nâng lên. Điều này cũng đặt ra thách thức cho các giáo viên phải chủ động để thay đổi cách tiếp cận hay áp dụng linh động nhiều phương thức khác nhau để làm sao vừa đảm bảo hiệu quả, vừa đảm bảo tiến độ chương trình. Mỗi tiết học sẽ có những trò chơi khác nhau nữa, hoặc là để cho học sinh là tự lên bảng tìm được cái âm mới đó và để học sinh tự tìm ra kiến thức. Đó là cái cách mà trường chúng tôi đang tiếp cận với những bộ sách này. Thì với những cái cách như thế thì học sinh sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, và khi mà tự tìm ra một cái số kiến thức ấy, học sinh cảm thấy dễ dàng hơn với khi là tiếp cận một cái kiến thức mới. Tất cả các hoạt động học tập đều được thiết kế thông qua cái việc trải nghiệm của học sinh để phát triển cái năng lực tự học của các con, năng lực sáng tạo, cũng như là các con thông qua cái việc trải nghiệm các con sẽ tiếp thu được tốt hơn. Cũng theo chuyên gia giáo dục, trước lo ngại của nhiều phụ huynh, giáo viên thì rất cần sự cầu thị lắng nghe từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo để có giải thích hay điều chỉnh cho phù hợp. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cho các bậc học khác sẽ triển khai trong năm tới cần được chuẩn bị kỹ càng hơn, tránh tình trạng thử nghiệm không có nên cả thầy và trò phải vừa học vừa dò đá qua sông như chương trình lớp 1 năm nay.